Chào cô dì, chú bác, các anh chị và các bạn thân yêu. Hôm nay, đội ngũ nhà đẹp rất vui khi được chia sẻ đến quý vị một mẫu nhà vườn năm gian cổ xưa kiến trúc Việt, một trong những tuyệt tác của nghệ thuật kiến trúc cổ truyền Việt Nam. Nhà vườn này mang đậm phong cách truyền thống với đường nét cổ kính, cùng với khu vườn xanh tươi rực rỡ, tạo ra không gian thật đẹp mắt và thuần Việt. Những ngôi nhà vườn cổ xưa luôn được coi là biểu tượng cho phong cách sống thanh bình, gần gũi với thiên nhiên của người Việt. Nhưng trong thời đại hiện nay, những công trình kiến trúc như thế vẫn giữ được sự độc đáo của mình, giúp cho người ta đón nhận cảm giác yên bình và thoải mái khi tận hưởng không gian sống. Với những đường nét, mong muốn được tự tay xây dựng cho mình một ngôi nhà vườn kiểu cổ xưa, hay cho gia đình mình được trải nghiệm không gian sống lý tưởng, hãy đến với nhà đẹp. Chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thiện tất cả các ý tưởng và đáp ứng mọi yêu cầu của bạn. Cảm ơn quý vị đã tin tưởng và quan tâm đến nhà đẹp. Dưới đây là mô tả về ngôi nhà vườn năm gian ngói đỏ phong cách Việt Nam xưa cùng với các chi tiết về sân vườn. 1. Kiến trúc năm gian. Ngôi nhà với cấu trúc năm gian thể hiện nét truyền thống và sự giản dị. 2. Mái ngói đỏ. Mái ngói đỏ đặc trưng, tạo sự ấm cúng và gần gũi. 3. Chất liệu gỗ. Các cột và khung cửa làm từ gỗ tự nhiên, mang lại vẻ rustic và thanh lịch. 4. Cửa sổ lớn. Cửa sổ thông thoáng giúp ánh sáng tự nhiên tràn vào, tạo cảm giác thoải mái. 5. Sân vườn xanh. Bên ngoài là sân vườn rộng rãi, được trồng nhiều cây xanh và hoa. 6. Lối đi lát đá. Đường đi được lát đá tạo nên sự chắc chắn và thanh thoát. 7. Ao cá nhỏ. Có một ao cá nằm giữa sân vườn, điểm nhấn với những chú cá bơi lội. 8. Cá cảnh sinh động. Các loại cá cảnh nhiều màu sắc mang lại sự sống động cho không gian. 9. Cây cảnh trang trí. Cây bonsai và cây cảnh nhỏ được sắp xếp nghệ thuật, tạo nên nét riêng. 10. Bức tường gạch. Bức tường gạch với họa tiết cổ điển làm tăng phần đặc sắc cho kiến trúc. 11. Cảnh quan thanh bình. Không gian yên tĩnh, tạo cảm giác thanh bình và gần gũi với thiên nhiên. 12. Cây cọ và dừa. Những hàng cây cọ và cây dừa cao lớn rợp bóng mát. 13. Đèn lồng trang trí. Đèn lồng treo trang trí tăng thêm vẻ đẹp cho không gian vào buổi tối. 14. Trang trí bằng đá. Các tác phẩm nghệ thuật từ đá được bố trí cạnh ao và xung quanh vườn. 15. Sơn tường nhẹ nhàng. Màu sơn tường ngôi nhà tinh tế, hài hòa với thiên nhiên. 16. Hệ thống tưới tiêu. Có hệ thống tưới tiêu tự động cho sân vườn, giúp duy trì sự xanh tươi. 17. Bàn ghế ngoài trời. Khu vực tiếp khách với bàn ghế được sắp xếp thoải mái. 18. Không gian cho trẻ em. Khu vực vui chơi an toàn cho trẻ với các đồ chơi đơn giản. 19. Nền cỏ xanh. Nền cỏ mịn màng, tạo cảm giác gần gũi và thoải mái khi đi lại. Ngôi nhà vườn này không chỉ là nơi cư trú mà còn là không gian thư giãn, giao hòa giữa con người và thiên nhiên. Trân trọng, đội ngũ nhà đẹp.